vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phương Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin cuối cùng của năm Nhâm Dần. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí mừng đón xuân mới Quý Mão 2023, sáng nay, ngày 21 tháng 1 tức ngày 30 Tết, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã đến thăm động viên các đơn vị trực Tết. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên và người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Hưng Yên. Thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Công an tỉnh thường xuyên nắm sát diễn biến tình hình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến các loại tội phạm thường xuất hiện trong các ngày nghỉ Tết vui xuân. Bên cạnh đó, lực lượng công an tỉnh cần phải luôn quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với vi phạm nồng độ cồn. Đến thăm động viên người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị cán bộ công nhân người lao động công ty tiếp tục tập trung cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, trước mắt cần hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ trước trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần cho đô thị của tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đến chúc Tết động viên cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân Tết Quý Mão năm 2023 và phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo điện phục vụ độ ải vụ xuân năm 2023. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu hướng phát triển các khu cụm công nghiệp trong thời gian tới mà ngành điện cần cung cấp đáp ứng nhu cầu hệ thống điện tại các khu vực này. Đồng chí đề nghị công ty tập trung thực hiện tốt kế hoạch phương án đã được duyệt, đảm bảo cấp điện ổn định an toàn phục vụ nhân dân đón Tết. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên chúc Tết Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đến thăm động viên chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, hiện nay vẫn duy trì trên 80 y bác sĩ để điều trị cho gần 300 bệnh nhân đang phải nằm viện trong những ngày Tết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và đánh giá cao vai trò trách nhiệm của bệnh viện trong công tác tiếp nhận và điều trị khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng chí mong rằng ngành y tế của tỉnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên nói riêng cần nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh. Thăm và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn mong rằng lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chủ động đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân được đón Tết bình an. Trong đêm giao thừa, Công an tỉnh sẽ tăng cường gần 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ để tập trung lực lượng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn 3 điểm bắn pháo hoa, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Các lực lượng công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tăng cường gần 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ hỗ trợ cho các điểm bắn pháo hoa để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Qua đó, các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chấn áp tội phạm, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống pháo nổ, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý triệt để các sự việc phát sinh, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Mặc dù lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân, nhưng giá cả ngày 30 Tết vẫn có xu hướng tăng nhưng không có biến động bất thường. Mặt hàng tăng giá nhiều nhất là các loại hoa tươi. So với ngày thường, giá tăng từ 20 đến 30% như hoa dơn, hoa ly, hoa violet, thanh liễu. Ngoài hoa, nhu cầu mua sắm các loại trái cây, bày mâm, ngũ quả của các gia đình càng tăng cao. Giá bán cũng đã nhích nhẹ từ 10 đến 15% so với ngày thường. Hàng càng tươi, hình thức càng đẹp, giá càng cao. Hàng thực phẩm tươi sống, giá ổn định do nguồn cung dồi dào. Giá thịt bò, gia cầm, hải sản có nhích nhẹ so với ngày thường. Phản ánh xu thế chung sức mua tăng trong dịp Tết. Ngày 30 Tết, khu chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hay còn gọi là chợ Nhà Giàu tấp nập hơn bao giờ hết. Đây là địa chỉ quen thuộc với người dân thủ đô từ xưa tới nay, nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, tinh tế, mang chất riêng của ẩm thực Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, các gian hàng tại chợ đông nghịt người xếp hàng mua, mọi nẻo đường dẫn vào chợ đều chật cứng người qua lại. Tại đây, thực phẩm nổi tiếng chất lượng phong phú, giá thực phẩm ở đây cũng đắt gấp nhiều lần so với những nơi khác.
Tuy nhiên người vua vẫn đứng xếp hàng dài, sẵn sàng rút ví gà, làm ra tới đâu hết tới đó. Những sạp hoa quả, rau củ tại chợ đều được tiểu thương lựa chọn rất kỹ, nên mẫu mã đẹp, trình bày bắt mắt, thu hút rất đông người đến mua. Chợ còn có nhiều mặt hàng độc lạ, phục vụ người dân bày mâm cơm cúng 30 Tết. Tết đến xuân về, cũng như các dân tộc anh em, đồng bào Mông ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vẫn lưu giữ, duy trì những phong tục đón Tết mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đàn ông trong nhà đảm nhiệm việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị củi cho mấy ngày Tết, mổ lợn, thịt gà để chuẩn bị cho bữa cơm cúng gia tiên. Khoảng 15 giờ chiều 30 Tết, gia chủ chọn chặt lấy 3 cành tre không bị gãy ngọn, 3 nến nhang, quét qua các góc nhà, chân tường, trong nhà ra cửa chính. Đồng thời, một người khác lấy chổi chít quét qua nhà cửa với quan niệm xua đuổi những tà khí không may mắn cho đi cùng năm cũ. Năm mới, gia đình đón sự may mắn, tài lộc, mong muốn một năm mới an lành, hạnh phúc. Theo dự báo của ngành du lịch Quảng Ninh, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng khách du lịch đến các khu điểm du lịch, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cao. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ du khách, khẳng định chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành địa phương, đơn vị chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện công tác đón và phục vụ khách du lịch tham quan lễ hội, đảm bảo an toàn, vui tươi, hiệu quả. Khuyến khích các nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ mở cửa hoạt động trong tất cả các ngày nghỉ Tết, đặc biệt là trong ngày 30 tháng Chạp mùng 1 Tết, bố trí đủ, tăng cường nhân lực trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất dành cho du khách. Thực hiện nghiêm việc công bố và bán đúng giá niêm yết theo quy định, nghiêm cấm các hành vi chèo kéo, tăng giá, ép giá làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Quảng Ninh. Sau khi huy động xã hội hóa, tỉnh Đắk Lắk nhận được thông báo công ty sản xuất pháo chỉ đảm bảo cung cấp duy nhất cho một điểm bắn tại thành phố Buôn Ma Thuột. 4 huyện thị xã của tỉnh này đành phải trả lại tiền cho các tổ chức cá nhân. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, trước đó, ngoài thành phố Buôn Ma Thuột, 4 huyện được tỉnh cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa. 4 địa phương này đã xây dựng kế hoạch từ nguồn xã hội hóa, gửi đăng ký mua lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tuy nhiên sau đó họ nhận được thông báo không có pháo nên phải hủy kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa. Khi nhận được phản hồi không có pháo, địa phương đành phải cáo lỗi với người dân, trả tiền lại cho các tổ chức cá nhân đóng góp. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Hàng chục trai tráng tại tỉnh Fukai, Nhật Bản đã tham gia vào hội thi kéo co dưới nước trong thời tiết lạnh giá. Đây là một phong tục đã tồn tại nhiều thế kỷ, có mục đích xua đuổi ma quỷ, cầu may mắn dịp năm mới. Khi tham gia vào lễ hội này, những người đàn ông sẽ mặc trên mình duy nhất một chiếc khố và ngâm mình trong làn nước lạnh giá. Hai đội thi sẽ ra sức kéo một đoạn dây thừng cho tới khi nó đứt làm đôi. Đoạn dây thừng sau đó sẽ được thả trôi ra biển, làm vật tế lễ cho các vị thần biển, cầu chúc cho ngư dân đánh bắt được nhiều cá trong năm mới. Dù thời tiết rất lạnh, song với tinh thần của những đấng nam nhi, các đội chơi vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng để cầu cho năm mới bình an. Các tín đồ chính thống giáo Nga và các nước trên thế giới kỷ niệm ngày lễ hiển linh bằng nghi thức ngâm mình hay thậm chí là bơi lội trong làn nước sông băng để thanh tẩy tâm hồn. Trong dịp lễ hiển linh năm nay, một số người Nga đã tập trung tại vùng Yakutia ở đông bắc Siberia hôm thứ Năm để ngâm mình trong làn nước đóng băng. Các sự kiện diễn ra khi nhiệt độ bên ngoài khoảng âm 50 độ C, trong khi một chiếc lều đã được dựng sẵn trên khu vực lặn do thời tiết lạnh giá. Nga, Ukraine và Serbia kỷ niệm lễ hiển linh vào ngày 19 tháng 1, trong khi Hy Lạp, Bulgaria, Romania kỷ niệm dịp này vào ngày 6 cùng tháng. Người dân ở một ngôi làng miền Tây Bulgaria mới đây đã tưng bừng tổ chức lễ hội Sova truyền thống với cuộc diễu hành của những người hóa trang thành các nhân vật kỳ quái. Hoạt động này mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, mang lại sức khỏe và mùa màng tươi tốt cho mọi người trong năm mới 2023. Các vũ công tham gia diễu hành thường được gọi là Sovaka. Đa số họ đều hóa trang và mang mặt nạ bằng gỗ được chạm khắc công phu, mô phỏng phần đầu của nhiều loài vật như dê, cừu, bò hoặc những nhân vật trong thần thoại. Một số mặt nạ được trang trí bằng lông chim và có thể cao tới 2 mét. Lễ hội bắt đầu với màn biểu diễn nhảy múa quanh đống lửa với những ngọn đuốc sáng rực. Sau đó các nhóm vũ công cùng diễu hành và nhảy múa trên đường phố. Họ di chuyển đến từng ngôi nhà trong làng
khiến những chiếc chuông đeo ở thắt lưng kêu leng keng. Tiếng chuông được cho là có thể xua đuổi ma quỷ, bệnh tật và mang đến cho gia chủ sức khỏe, mùa màng đội thu trong mùa xuân sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão 2023, kính chúc quý vị và các bạn sang năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Thân ái chào tạm biệt.